Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu và đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung vừa có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Hiệp định đình chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đoàn Nga và Trung Quốc là hai đoàn khách đầu tiên thăm Triều Tiên từ khi bắt đầu dịch COVID-19. Triều Tiên đóng cửa biên giới từ đầu năm 2020, dừng mọi trao đổi thương mại và ngoại giao, kể cả với các đối tác kinh tế và chính trị lớn là Trung Quốc và Nga. Truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết các chuyến thăm lần này có đánh dấu bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của nước này hay không. Cả Nga và Trung Quốc đều là đồng minh lâu năm của Bình Nhưỡng. Theo báo Vedomosti của Nga, đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Nga dẫn đầu kể từ khi kết thúc thời Xô Viết. Mỹ từng cáo buộc Triều Tiên cung cấp viện trợ cho quân sự Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhưng cả Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ. Theo Vedomosti, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều có tiềm năng to lớn trong việc sản xuất đạn dược và các loại tên lửa khác nhau. Đây là lý do tại sao Mỹ mua những mặt hàng như vậy từ Hàn Quốc để bổ sung kho vũ khí của mình trong bối cảnh thiếu hụt trang thiết bị quân sự do viện trợ cho Ukraine. Ngược lại, Nga không có nhu cầu mua khí tài từ Triều Tiên, đặc biệt là việc mua bán như vậy bị cấm theo một nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ilya Dyatkov, phó giáo sư khoa nghiên cứu châu Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow, Đại học MGIMO, cho rằng không kỳ vọng chuyến thăm sẽ dẫn đến bất kỳ bước đột phá nào trong quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Ông Dyatkov chỉ ra sự hợp tác hiện tại ở mức rất thấp giữa hai nước khi Triều Tiên thể hiện thái độ thân thiện và ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng Moscow và Bình Nhưỡng không có sự hợp tác song phương thiết thực trong bối cảnh Triều Tiên tự cô lập và do các lệnh trừng phạt quốc tế. Do đó, chuyên gia Dyatkov cho rằng không nên kỳ vọng bất kỳ thỏa thuận nào lớn với Triều Tiên sẽ được ký kết trong chuyến thăm này. Andrei Frolov, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế Moscow, cũng nhận định rõ ràng chuyến thăm của ông Shoigu nên được xem là không có bất kỳ mục tiêu thứ yếu nào ngoài việc ông tham dự lễ kỷ niệm lớn của quân đội Triều Tiên, mà sự tham dự của một phái đoàn quân sự nước ngoài là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, đối với Andrei Kanayev, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Đại học Kinh tế Moscow, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho thấy những động lực tích cực trong quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Bình luận với hãng tin AFP, các chuyên gia phương Tây cũng cho rằng chuyến thăm của ông Shoigu rất đáng chú ý vì các bộ trưởng quốc phòng Nga đã không thường xuyên đến thăm Bình Nhưỡng kể từ trước khi Liên Xô sụp đổ. Vladimir Tikhonov, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Oslo, Na Uy, nói với AFP rằng Nga có thể cần tiềm năng của ngành công nghiệp quân sự Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí thông thường, trong khi Triều Tiên có thể quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ tên lửa từ Nga. Người dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, ông Lý Hồng Trung, hiện là Phó Ủy viên Thường trực Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc. Hồng Minh, Giám đốc Ban Nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc lưu ý rằng, Trung Quốc lần này cử phái đoàn cấp thấp hơn so với cuộc duyệt binh của Triều Tiên vào tháng 9 năm 2018. Theo nhà nghiên cứu này, Trung Quốc có thể không muốn khiêu khích Mỹ hoặc thể hiện quá thân thiết với Triều Tiên vào thời điểm này, khi Bắc Kinh và Washington đang cố gắng điều chỉnh lại quan hệ song phương. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng muốn cân bằng để không làm Triều Tiên khó chịu. Cũng theo ông Hong Min, phái đoàn của Nga lần này có thể coi là cấp cao hơn so với phái đoàn của Trung Quốc, nhưng Triều Tiên thường kỷ niệm dịp 27 tháng 7 như một ngày lễ chung với Trung Quốc kể từ khi cả hai nước ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu. Ngày 25 tháng 7, Trung Quốc khẳng định rằng họ thực hiện nghiêm túc các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, khẳng định được đưa ra để đáp trả lá thư từ nhóm G7, Liên minh châu Âu và các nước khác với nội dung kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn Bình Nhưỡng, lách các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng vùng biển của Trung Quốc. Trung Quốc và Nga đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC, đã phủ quyết khoảng hơn 10 nghị quyết của UNSC nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Một giảng viên tại Đại học Leiden nói với NK News rằng hai đoàn khách Nga và Trung Quốc lần này tạo nên chiến thắng đủ lớn đối với Bình Nhưỡng. Về khía cạnh ủng hộ chính trị quốc tế đối với chính quyền, dù Triều Tiên vẫn đóng cửa biên giới với các nước khác.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 27 tháng 7, đưa tin tại thủ đô Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần lượt tiếp phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung làm trưởng đoàn. Trong cuộc gặp giữa ông Kim và ông Shoigu vào hôm 26 tháng 7, hai bên thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh cũng như môi trường an ninh khu vực và quốc tế. Tại buổi gặp, ông Shoigu chuyển lá thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến ông Kim. Cùng ngày, ông Kim cùng ông Shoigu tham quan triển lãm vũ khí 2023 nhằm giới thiệu về các vũ khí và thiết bị quân sự mới của Bình Nhưỡng. Tại sự kiện này, ông Kim cho biết những vũ khí trên được Triều Tiên sản xuất theo kế hoạch phát triển quốc phòng của nước này. Trước đó, ông Shoigu cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam. Trong đó, hai bên trao đổi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị chiến lược và truyền thống Nga-Triều, cũng như mở rộng và phát triển hợp tác giữa quân đội hai nước. Ngày 27 tháng 7, ông Kim tiếp phái đoàn Trung Quốc tại cuộc gặp. Ông Lý đã trao lá thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến ông Kim. Đáp lại, ông Kim nhấn mạnh chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc cho thấy sự coi trọng của Bắc Kinh đối với quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Sau đó, ông Kim Jong-un cùng với phái đoàn Trung Quốc và Nga xem biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà Bình Nhưỡng gọi là ngày chiến thắng. Sau khi việc hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc trước thềm phái đoàn quân sự Nga đến thăm Triều Tiên, thì Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía khu vực Biển Đông, phía nước này, vào khi 24 tháng 7, giữa lúc tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Mỹ, tên USS Annapolis ghé Hàn Quốc. Cụ thể, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo về phía khu vực Biển Đông nước này vào khuya 24 tháng 7, không lâu sau khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ ghé Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap và Kyodo News cùng đưa tin. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết quân đội Hàn Quốc phát hiện hai tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về phía Biển Đông vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 24 tháng 7 giờ địa phương. JCS cho hay hai tên lửa bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển, đồng thời nói rằng quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích để xác định chính xác loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng. Hãng thông tấn Yonhap cập nhật vào lúc 2 giờ ngày 25 tháng 7. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong đó có tên lửa đầu tiên bay khoảng 350 km và tên lửa thứ hai bay xa 400 km. Cả hai tên lửa đều có độ cao khoảng 100 km, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết cả hai tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành vi vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa cho cộng đồng quốc tế. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật rất vững chắc, bà Jean-Pierre nói và đồng thời thúc giục Triều Tiên tham gia đối thoại. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cập cảng thuộc căn cứ hải quân Hàn Quốc ở đảo Jeju vào hôm 24 tháng 7. Chuyến thăm của tàu ngầm USS Annapolis diễn ra chưa đầy một tuần sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky lớp Ohio ghé cảng Busan từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7. Vào ngày 19 tháng 7, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo về khu vực biển phía đông nước này. Ba ngày sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình vào biển Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.